Bà anh nhà về số bệnh bệnh nè sẽ đạp chỉ tì mệt trái và xong và cũng một can channel pro kê ích áp phía xong như thế này và xong lên nơi anh tập bọt đó sẽ rằng lấy lấy chung nốt bí một chung hiệp chôn đó bệnh bệnh nè sẽ đạp đã anh tập bọt tì mũi bị thằng ngày này tư cốn tư luôn đấy khi mình mặc đại hơi à xô na nít dây to tại phát đồng hào và bệnh bệnh này cứ tệ tương nâng sẽ trái với khu mệnh bệnh nè bạn tập tù một nạp hiệp bà chạy chào câu nơi tôi bà cô ở sâu nè và ta một hai đại tới và thì tiết dương mà tạm đàn lùm ạch bằng thái và tìm phí đây là o lục hình cầm hiến xạ rút lượt đi giá lượt đàm trúng nạc khá tha bất ọt đôi nụ tê tiếp theo top vinh dàng chữ trả tha bà tha dàng nà tới và bạch mặt bàn sọ thấy lục cầm hiến đại kỳ sọ tha bà chia bà lì mùi rụp hòn đá ai có trời chia sva mây nạc điện lượt đi giá nè luộc lật tập phòl tam online đó là bởi chú mũ rồi bị riêng ca chú mũi khả nề mốc bà khuyên thà bàn chùm nóng đầy và côn mà nè đó cua ai sẵn lành bà lần này khuyên thà lục cầm hiêng đòi xa tài sẵn lành phải dễ khắng có bàn ở xã rụp bà sẵn rạp tài nè khá thà ở đâu bà chân bây mất dương một tam đàn lùm ít nơi ảnh tập bọt tăng pin ích đôi tổ tứ ít ngay đi tứ cầu trời ruột nơi khuyên mặt đài hơi à sổ nà để dễ tòa tài phòl rừng ra đồ cụ ở dòng về dàng khăn xâm rạp trong cụ xa mũi cả nạc đa nề rì mà nẹ xa rạp tái chư phìm phìm đau dị rô khơn thà chê chung ngư cồn chiêm cài mốc rù bết khơn thá miễn chung ngư rô liệt suốt thai mùi tiết ra hốt đo mần a chùi dòng cụ bàn đòi bàn to tục khôn tốt tới ru nơ cầm bìa tàng khuyên mặt đài hai tăng đai côn mà nẹ tơ tài nâng cát mình toán tàng bàn score chăm mộc mặt đài phong mà chắc cái này Facebook mua thà xù sinh FC đã chia sạch nhất nạp chung ngữ bán điệp rõp tên à lại thà bài kênh này ra hốt kênh mình thằng ngày chút nước tài nực nực tài sở lành rõ chân nắm chụp chung kênh này tài bình đi bạch bằng mà nạ hơi khai mũi thằng ngày tị đọc bí chân nằm bì bòn mà phì bí chứ thằng ngày bạch bóng bóng sẽ chia riêng ra hốt thằng ngày đã chư chập khăn bóng phát bàn miền chết kéo xong thơ chê bóng phá ôn lọ nâng kênh tiết bà tam ca bằng chạm bị sạch nhiệt dành tiết bà nữ đằng thà phụ quát vật chí màn ọt chất nụ láo rốt đầm bông láo dự rốt khơn tài chồng ngư cồn chiêm tài cài mốc bà chí chanh rồi liệt suốt mùi tiết cả nạ đai nạ chồng ngư màn bàn trột trồm khăn nụ láo nít dí dự rốt đò khả nế phót tài mà đong bà bình bật này cứ tạ tường nên cả đời này sẽ trầy với mình mà nạ bàn tạ tù mò ra nạp hiệp chạ chào bà côn nơi tôi bà cô ao dạ nạ đa số nà bà tập bông láo tha chùm ngư cồn chiêm bà cồn chiêm hát sắp tha ở lệ suốt bà hát ấy bàn chì bà mặt đòn chè mặt đòn cho bà chẳng bàn tha bà chư ấy của ai khách nè chúng bạn mình ta cho rùm rùm lệch tốc đọc cồn cổ xa sắp xô bà áo vì dân đặc khăn bông xây thì càng tốc tế phục công bày khăn kết lao ở cuốn bây mật xô bà chọc nơi ạc tập bạc nế hay dương mà tạm đàn nơi ạc tập bạc mùi tiết và đây là ó lô cầm hiêng xạ rút nạc niên lợi bì gia lợi đàm trúng nạc khá thả bất nạc khá thả ọt đốt có bàn cho lòi tóp dàng chữ trẻ thà nạc niên lợi bì gia nâng lô cổ lịch rụt tầng hô hình cầm hiêng bàn đặc đại khía cho rung cá tam bạc bệnh nấy các bịt ngay tị đọc pram khai thân ưu chân nằm bị bọn phì mũi cơ lòng tớ đào kết mục đọc bình ní miền rời dạ bế bảo mát mùi chân nằm bọc hai cầu điệp cá phụ kế còn miền đồng nọ chiếm rùn khí chiếc côn bảo mặt nẹ bàn tóc bì bố bố rời dạ bế bảo bùn khai nạn liền lợi bì giá bàn vẹt cắt nâng xâm ra côn bảo đào chủ trí các bịt ngay tị đọc bì khai thân ưu chân nằm bị bọn phì bí đào đạc mù thá hiêng à rì dạ phá dụ hai tòn tòn rồi hôn mộc đào bình ní tòn tòn bên à dụ mùi khai hai phụ ký tiếp tay thơ bịt thị bằng cọ chanh cốn ca bịt ngay tị đọc bì khai mạc ra cho nằm bì bón và bì bấy của lòng tờ ni nị dít bì lục hình cầm hiền vĩnh tăng tay đa tù nề tí chìa ở bọc lõ tăng bì môn bề điệp cá rồi hốt đọc rào điệp cá bác tù thơ lọp sang cầm hào tịch tui thơ ai phẹt dí xong kì chất giang nà cả đào cho lục cầm hiến chìa và nốt đại đằng khó chạy cái tất tu xoa cầm hồ rộp bọc luôn chạy luồng lốn phẹt dí chú mùi nâng biệt xoan nha thuở chụp đầy lõ ở bọc lõ chìa khai đo lõ ca bê bà bồn côn khả nạ đa nẹ niên lợp đi ra mọt răng chạy tuân xong đầy bê khá rõ tay chạy lõ áo bây can tay cu ai xin hào chạy xa tiết nu cầu chân khai côn mệnh bàn bà màn khai phong lục cầm hiến tham tên bàn xạ rụt phẹt dí nơi lợi đàm trúc tham tiết phong nu tại tôi giang ná bên mặt tịch là bàn lực mốc về nhê rụt sạc nút tôi thơ ở lô cả đời chất chanh xa tỏ vinh tạm đòn chạy sáng cả bịt ngày thì đọc bún khai mặt ra cho nằm bị bàn phí bấy
lúc ban bằng hoa rụt thọt xa phẹ rì đàm trùm, hai bộ phía chlòi tọp nẹ từ thà. Chọn bánh chạy tới bóng bóng mùi chùm nguồn tốt ở bàn chiếp thá, nhóm áo chiêng xa rụt bởi bốn nơi đàm trùm toán. Mình mang thọt rụt bởi bốn dục một bất nơi lửa đàm trùm tê, dốt. Anh chẳng xô mê ta kết môn nâng đi dì. Chạy tục thá nhóm chiếc phà mây khuôn xông tự cho. Đôi mình đôi viết chiếc tật đáy rụt bỏ chiêng. Có chiếc nạ thơ nà mũi tự tại bán hạ sập hệ rồi. Mùi tiết sạch nhóm chìm nhóm. Nhóm chọn thơ ấy chiếc sạch rụt bọc nhóm dốt. Nè anh mình sạch ấy một chai lực đá. Rứ có một cầm nót lưu chì vật nhóm bàn lao ý bụt thá. Nè anh cứ chiếc nạ đột tay sọt sát tại phần nó. Công chọn tăng khuôn anh thơ chiếc nạ chạy đăng. Bà sân chiếc nạ nâng miên cầm rất. Riêng pra lõ chiếc pra. Hay áo bếch bàn chân tá bụ này vơi. Bà phải bật này cử tệ tờ nâng lâu cầm hiền bàn bà tự cầm bà giang cắt áo chất tức lơ nẹ thà lâu bà bật rụ tạm bật nó cứ xạ nổ tê hay xạ ní cứ bật toàn bàn bình linh nổ tê bà nẹ khá nó thà bà hoạt đồ chạy chẳng chạy đào bà đôi mặt đôi chẳng đang chỉ xạ đại chiến nữa bà thử mất à con bệnh mật tầm đạp cả tam đàn nơi ăn tập bát lấy từng pin này chỉ từ mệt đấy và xong spa cùng một căn chân nó pro kê episode như thế này và xong lấy nơi ăn tập bát đó sáng và lấy chấm nón bấy một kim đẹp chôn đã bệnh mật nè sáng và ăn tập bát tìm mũi cú ao sọc đại nè để đi mà nè bàn được tụm mật nạp phết trao spa mây nâng cồn say tại nơi tối đói xa tại chung người này. Và bệnh mất bàn tôi sẵn nạc nông rục thọ thấy gần thập ôn xa dự ở tay vầy khám mênh xa 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 mạng nạc. Bàn tôi tùm mòn nạp hiệp bà tăng vầy khám mênh chạy chào cọng chú xa và chia bí xe. Và đây hai nâng côn bàn tôi tiết dương mà tạm tàn mơ thà ta mùa hạt ấy tới. À tôi bọt tì bí lục hông đà bằng hạ bạch đấng bì bầm non bà thân à chồng cáo môn bê đài lục bạch bòng chỉ vết đáp bà rút rung chùa chất cực nề. Bà bình mất bàn tù sản nạc nông rục thọt hãy khuyên thà lục rù hồng đá kì xóa thà chìa cụ bẩn vật bà chân chết cho bọn mùi rút. Đại tài tài chùi ai trong cùng rô chết càm bà chí tù tù bàn được cả vật hạt đòi lõ nâng lạc nạc bà chạy kì tê. Khuyên thà lục ấy là nì bàn bằng hào bầm nông bà thân á môn bê lục ở chỉ vết. Bà ta bầm nòn bật nạ ấy tới và chân bình bắt giờ một tạm đàn rùm ít nơi gạt tập bọt thằng bình đổi tỏ tới. Sau tay nát nơi rì mà nẹ bàn tập tùa mở nạ phiếp, chạy cháu xa phà mấy nâng côn xây nơi tối, đói xa tay chùm người này. Bất chìa đâm nâng đó rùn thốt nâng châu ruộng rùm lệch tốt giang kìm krom bằng phót chùn chùm phù sóp, rồi bò xa tay mà nẹ đại bàn tập tùa mở nạ phiếp, ca bì thằng ngày tìm bà phê khai thân nô chân chức đây chưa chạp mũi mình ai cạch lại bán trong cuộc cạp bạch bóng nơi mình đồ chỉ tì sở lãnh liên bẹp ní. Bên xa tục nơi đây ở lái chỉ bồn bê đò cụ xá nâng sạch nhiệt ở bốc mặt đáy. Trong nay ai còn sẽ khá chìa khám mênh cầm phía nơi tăng bị tôi. Bởi phút bì kênh nạn đây Facebook mùa thà thì bồn lứ đã trời chỉ xa mấy. Bạn bằng hò xa rịp rộp tiền ả rộm sọc đại thà. Châu ruông rộm lệch tốt bởi bồn thầm lành xông với nhận được hành ốn. Tức căn sổ cơ tệ phô phòng nà, xông ai ốn tự ai bàn sóc, công nữ à lo à lại bóng nâng cồn ai nà ôn. Ốn tự ai bàn sóc cho, xông ai ốn tự chạp cầm nát nơi khốn nông trọc cố đại cục bông phố thay thá, hay xông ai chết cầu. Ốn bên ai dụ vinh, công ai dụ khlấy đồ chết ní ai nà. Công ai bọt khốn bọt phát đấy tiệt nà ôn xâm lanh, ốn bên chết cầu mẹn bất. Dương chụp khí nế chụp đầy bập bốn mà đòn tiết công bọt khí nế đồ chết ní nà ôn. Bóng nơi tài nắc bóng nơi tài sở lánh chỉ riêng rõ hốt. Hai ôn công bà rộng bị bóng nâng cồn dân ấy. Bóng nâng khách khom bằng bài tỏ xú. Đăng bay chân châm bạch bách thai rạ xá cồn xây rõ bỏ dương ngọt bàn lõ nà ôn. Ôn khom tỏ xú na đăng bay cồn. Ây lấy bàn cồn hơi mà đách rung lịch khách. Bông rọt ôn chân bị bóng nâng cồn dân ngành chân. Mà đách cú snap đầy bà bồn dưỡng tàng bì nè. À phò mà lè, chết ní. Miến chết kéo dưỡng thơ chìa bà đầy bà bồn nâng khí nế bà đông tiết nà ôn. Chết ní ôn tự chào bóng lươn bệnh hời bóng thơ chết mạnh bàn tế ôn ới. Bà bồn khá nhóm có tự tùm bò rà nạ phiệp thầy hời tự ở bàn sông. Bà bình mất ní kì tệ tơ nâng cả rè này trầy mạnh nè. Bà nơi khám bình mạnh tén. Ây, đòi xa tay chung ngư làng chìm. Mà có bàn tự tùm bò rà nạ phiệp. Khi ông bác miền tay châu ruộng rùm lệch tốt đó, cọng cụ xa xót,
សូមអរគុណអ្នកខណ្ឌបងប្អូនស្រីទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្រឿងគ្រាលហើយអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះឱ្យយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតលោកគ្រូហុងដាបង្ហើបឲ្យដឹងពីបំណងប្រាថ្នាចុងក្រោយមុនពេលលោកបាត់បង់ជីវិតដាប់ហើយគួរឲ្យរំជួលចិត្តណាស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានធ្វើការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅកាន់អ្នកចាត់ការទូទៅគឺលោកហុងដា សម្រាប់ការចូលរួមចំណែកចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួននិងខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាឈុតធំនាពេលកន្លងមកពលគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2018មកដល់ខែមករាឆ្នាំ2022នេះដោយការប្រកួតក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាទល់នឹងក្រុមជម្រើសជាតិថៃគឺជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាឈុតធំលោកហងដានិង នឹងបន្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងបេសកកម្មចុងក្រោយក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម22ឆ្នាំដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំហ្វឹកហាត់នៅក្នុងខែកុម្ភៈដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះការណែនាំនិងសារផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយរបស់លោកហុងដាទៅកាន់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាឈុតធំ ក្រោយចប់ភារកិច្ចក្នុងពេលរង្វាន់ AFF លោកហុងដានៅសល់បេសកកម្មជាមួយយុវជនដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម2028គ្រូបង្វឹករូបនេះបាននិយាយយ៉ាងអួតដើមកកនៅចំពោះក្រុមកូប្រីកម្ពុជាថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានឃើញកម្ពុជាលេងនៅវើលខាប់មុនពេលដែលខ្ញុំបាត់បង់ជីវិតបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងសារអរំជួលចិត្ត លោកហុងដាដែលគ្រូបង្វឹកកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដល់ល្បីឈ្មោះលោកបានលើកឡើងថាលោកនឹងសង្ឃឹមថាកម្ពុជាយើងនឹងអាចលេង World Cup បាទមុនពេលដែលលោកបាត់បង់ជីវិតបាទសង្ឃឹមថាកីឡាកររបស់យើងនឹងខិតខំបាទប្រឹងប្រែងសិក្សាស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលលោកខិតខំបង្រៀនសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានឱកាសបាទក្លាយជាជើងខ្លាំងបាទនឹងគេអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅ